Vâng, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi tất cả các bạn và bà con của chúng ta đã quay lại ghé thăm kênh Tốt Lao Người Mường rồi. Và hôm nay cũng xin mời tất cả các bà con chúng ta hãy theo chân tôi lên rừng để tìm và khám phá những cây thuốc quý của người Mường nhé. Nào, xin mời các bà con của chúng ta hãy cùng tôi đi tìm cây khám phá cây thuốc quý nhé. Tôi nha cùng ở đây có cái suối, đây là một cái đầu suối cạn này các bà con, đây đầu suối cạn nhé, đây có cái thác, nhưng mà suối này là ở mùa mưa, thì nó mới có nước chảy các bà con nhé, đấy mùa mưa mới có nước chảy đó. Và các bà con hãy cùng theo chân tôi. Vâng, và đây rồi tất cả các bà con ạ, đã tìm gặp được một loài dây thuốc quý đây rồi nhé. Đây, đây một dây thuốc quý của chúng ta đây rồi. Đấy. Mời các bà con này quan sát cùng tôi nhé. Đây này, đây là từ cái gốc rễ của nó. Đúng nào? Đấy. Hãy quan sát vào sát với tôi nhé. Đây. Đúng nào? Đấy. Đây. Tôi sẽ chặt cho các bà con nhìn thấy nhé. Đấy. Màu đỏ tươi nhé. Đây. Bà con quan sát nhìn rõ nhé. Có nhìn rõ không nào? Đấy. Màu đỏ tươi. Đó. Và phần hoa nhìn rất đẹp. Có nhựa nhé. Chặt ra một hồi nó có nhựa. Bà con. Có nhựa. Đấy. Thì vài loài cây thuốc quý này cũng như ở ngoài video lần trước tôi cũng có đã giới thiệu và chia sẻ với tất cả bà con của chúng ta rồi nhé. Đấy là một trong nhóm. Đúng không nào? Một trong nhóm trị về xương khớp. Nhưng mà một điều nổi bật nhất đó là cái gì? Đó. Hiện bây giờ ở nhà thuốc của chúng tôi đã đưa vào áp dụng điều trị khỏi rất nhiều ca là phải thoái hóa. Đúng không? Đó. Trị thoái hóa nhé, các bà con nhé. Thoái hóa các cái đốt L1, L3, L4, L5. Đó. Về cái loài cây và dây thuốc quý này. Đúng không nào? Đó. Thoái hóa. Thì có thông tin mới đây nhé. Đó. Là cũng có một bác ở trên bản Mường. Đấy. Quê ở trên Ngọc Lạng. Đấy, có gọi điện cho tôi, bảo là ở trên quê không có, không thể tìm ra cái loài cây này, cây thuốc quý này nhá. Thì hôm nay tôi cũng lên rừng, đấy, đi tìm kiếm cây thuốc lại gặp ở đây rồi. Cũng gửi tới bác là yên tâm, một ngày gần nhất là tôi sẽ gửi về cho bác. Đấy. Thì bác đấy có bật mí cho biết thêm tác dụng trị bệnh về loài cây thuốc quý này của nhà chúng tôi. Đấy thì là có một cái tác dụng thêm nữa. Đó là trị về bướu cổ và con ạ. Đấy, trị về bướu cổ nhé, bướu cổ đó. Nhưng bác ấy chưa chia sẻ rõ ràng. Đấy, cứ bảo rồi mai mốt con lấy được loài cây thuốc quý này rồi lên bác ấy chơi, bác sẽ coi như là chia sẻ và cho cách sử dụng thêm đấy, và kết hợp những loại cây thứ gì thì đến hôm đấy tôi sẽ giới thiệu với tất cả các bà con chúng ta nhé. Đấy, bởi vì để làm gì, đúng không nào? Đó. Bác ở trên đấy rất chi là dấu, gọi là thuốc dấu của người Mường, đúng không nào? Nhưng mà đến đời tôi và bản thân tôi thiết nghĩ rằng đó, nếu như dấu rồi, đúng không, mai mốt chúng ta có đem được đi theo hay không đó, các bà con và các bạn có những ai đồng ý với tôi không nào? Nếu những ai đồng ý thì hãy để lại đầy bình nhé, đúng không? Tôi khẳng định là đi rồi không để thể đem đi theo được, đúng không? Đấy, cho nên đến cái đời của tôi quyết định chia sẻ cho tất cả các bà con chúng ta trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong cũng như ngoài nước, đúng không nào? Ai đã ghé qua thăm kênh Thôn Nam Người Mường, đấy, thì tôi biết đến đâu tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu đến đấy. Đó, những cái loài cây thuốc quý của người Mường. Đây nhá, mời các bà con quan sát, đúng không nào? Đây là bộ phận gốc này, đúng không? Đây. Nó mọc từ cái gốc của nó đây. Các bà con nhìn này, to chưa này? Đó, nó to như thế này các bạn. Đúng không? Đấy, rất chỉ là to. Nhá. To như thế này đấy. Các bà con nhìn rõ không?
Đấy, phải ra đây này. Đấy, lên đây. Các bà con quan sát của tôi nhá. Đấy, tiếp tục nào. Này lên. Lên đây nữa, đúng không? Đấy, các bà con cùng tôi nào. Đây. Đấy, nó mọc lên như thế này đấy, các bà con. Leo lên nút ở trên cây. Tiếc là cái lá nó cao quá các bà con. Tôi không thể leo lên trên nó lấy được. Đấy, không thể leo lên lấy được nhé. Vâng, có lẽ là đến đây thời lượng video của tôi thì nó cũng có hạn rồi, cũng không để mất nhiều thời gian các bà con của chúng ta theo dõi nữa. Tôi cũng giới thiệu sơ bộ về cái loài cây thuốc quý này thôi. Đang trên đường đi rừng tìm thuốc, tôi gặp tôi cũng giới thiệu luôn. Đấy, những ai chưa hiểu và cũng muốn tìm hiểu về cái loài cây thuốc của người Mường thì cứ hãy nhắn tin kết bạn Zalo. Đấy, tôi để lại số điện thoại ở trên kênh, số đấy là số Zalo của tôi nhé. Đấy, có gì thì ta cùng góp ý xây dựng nha các bà con nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bà con ở chương trình lần sau nhé.